Kính thưa tất cả quý khán giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Ăn trưa ở quán phở của anh Tuấn xong rồi, bây giờ chúng tôi lên đường đi chùa nha. Đây là thành phố Ulaanbaatar. Bây giờ đi chùa ở đây Ulaanbaatar nha. Tôi và phái đoàn đã tới tu viện Tăng Đăng, là tu viện cổ kính nhất của Mông Cổ. Tu viện này theo Phật giáo Tây Tạng. Bây giờ phái đoàn sẽ vào nha. Kim Ngân và phái đoàn đã ngồi đợi ở đây. Ở đây có nhiều chim bồ câu lắm. Bây giờ xin vào tu viện nha. Đây là đường đi vào. Đây là khuôn viên của chùa ở Ulaanbaatar. Chùa ở Mông Cổ. Hình như em nói được tiếng Mông Cổ mà phải không? Nó có là Tita. Nó tụm lưu tụm la. Nó tụm lưu tụm la. Ủa là thúi. Kim Ngân và tôi giỡn chơi với nhau. Nói tiếng Mông Cổ ngay chùa ở đây. Chùa đây rộng lớn lắm, to vô cùng. Một khuôn viên đây đã thấy rộng lớn rồi. Bên này thì thấy là chùa mới tân thời, đúng không? Còn bên này thì là chùa cổ kính nè, không? Đó. Đây là chùa ở Ulaanbaatar, to lớn, nguy nga lộng lẫy. Đây là chùa ở Ulaanbaatar, thủ đô nước Mông Cổ. Tôi tới đây tôi thấy rộng lớn lắm. Và cũng chưa biết về lịch sử của chùa này như thế nào. Chắc sẽ tìm hiểu sau. Đây khuôn viên chùa rất là rộng lớn. Có những chùa tân thời như thế, và cạnh bên thì lại thấy chùa cổ nữa. Tôi và phái đoàn đang đi vào tu viện ở nơi đây. Rất là đẹp, trang trọng và đẹp lắm, to lớn nữa. Và từ đây nhìn ra ngoài nha. Nhìn ra ngoài như thế này đây. Ở đây là tu viện ở Mông Cổ đây. Anh em đang đi vào. Đây là vào trong tu viện đây. Chúng tôi đã đến tu viện cổ nhất của Mông Cổ là tu viện Găng Đăng Chắc Chăng Linh. Đây là tu viện và có tượng Phật rất to ở trong đây. Và ở đây thì có rất là nhiều vị tăng ở đây. Đó là tu viện mà. Bây giờ đi vào đó nha. Đoàn đi vào tu viện đây, Monastery đó. Đây là vào trong tu viện. Thấy một tượng Phật rất là to lớn. Wow, to lắm, to lắm. Đó. Rất là to.
Kim Ngân đang khấn nguyện trước Đức Phật, một bức tượng Phật rất là lớn. Đi xong một vòng luân xa, khách thập phương tới nơi đây, lăn bánh xe luân chuyển. Đây là luân chuyển sao Kiên đi luân chuyển phải không? À, luân xa đó, luân hồi đó. Kiên có luân chuyển không? Kim Ngân đi một vòng luân xa. Bên cạnh không biết bao nhiêu là Phật. 36,000 Phật luôn. Tượng Phật cao mà to như thế này đây. Đi một vòng cho biết nha. Và dưới chân tượng Phật thì các vị hộ pháp, ông thiện và ông ác ở dưới đây. Đây là cột cầu nguyện và xin sự may mắn. Thấy những người Mông Cổ đến đây họ cầu khấn như thế đó. Em xin đi em, xin gì đi? Cái xát xỉ, mùi thơm. Dạ, vâng. Kiểu xát xỉ á. Nhưng mà phải nói, người dân người ta nó sợ nó mất mà nó ngọt thì. Thấy cái vòng vỏ trong luôn. Cái này là xịt như nam nhé, chứ không phải màu đâu nhé. Dạ đúng rồi. Cái bên đây nó có cái gỗ thiết dụ á. Đi vào trong chùa nữa và thấy luân xa ở đây rất là nhiều, đó là đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng.
Em thấy ở đây họ đặt luân xa rất là nhiều. Đây là quan niệm của Phật giáo Tây Tạng, nhắc nhở con người kiếp luân hồi. Đi vô tu viện xong rồi, có người bây giờ làm phúc cho chim bồ câu ở đây. Ai, cho chim bồ câu ăn, mua một bịch hạt cho chim bồ câu ăn. Trời ơi, hồn mà. Chim bồ câu quá trời. Quay cho em cái hả? Cảnh cho chim ăn ở trước tu viện cổ. Chim quá trời là nhiều, con nào con nấy mập ú na ú nút, ú nạ ú nần à, giống y như Hùng Béo vậy đó, không khác gì Hùng Béo hết. Méo ú nạ ú nút à, ú nạ ú nạ ú nần ú nạ, con nào con nấy béo hết. Quá trời là béo. Ủa não nần à. Hôm nay đoàn vào đây đi chợ chơi, đi shopping, mua đồ ở đây. Về xứ Mông Cổ là phải ăn thịt trù nướng như thế này đây. Mọi người đi mua đồ, mua quà ở đây xong rồi, ra đây ngồi để đợi xe đi về. Vậy là vui rồi, chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi từ Ulaanbaatar, thành phố như thế này đây. Và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.